Chào mọi người một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt. Ngày hôm nay cái đứt chai kỳ duyên của mình hổng dài cũng dấn hơi lâu rồi phải không các bạn? Thì hôm nay mình sẽ gặp lại các bạn trong cái bữa cơm chai. Hổng dài video của mình cũng dấn hơi lâu rồi. Tại vì làm đồ chay thì cứ lẩn quẩn nó cũng là bao nhiêu món thì nó cũng đã khá nhiều rồi. Hôm nay thì có một điều đặc biệt mình muốn giới thiệu với các bạn là hôm trước tới giờ bếp chay kỳ duyên mình là người nấu bếp, nấu ăn, hướng dẫn mọi người. Nhưng ông xã mình lại là người thưởng thức. Nhưng điều hôm nay là mình sẽ giới thiệu là ông xã là người sẽ phụ bếp với mình tập làm đồ ăn chay. Đặc biệt là ông xã là một người Tây nhưng mà rất là mến mộ đồ chay của mình. Vì vậy mà mọi người sẽ thấy một cái video hơi mới lạ hơn nhà bình thường. Bởi vì nó lẩn quẩn lăng quăng thì các bạn sẽ thấy nó không có hấp dẫn phải không mọi người. Cho nên điều hấp dẫn ngày hôm nay là một người Tây ở thế giới xa xôi hoàn toàn với mình, nhưng rất là thích ăn chay và đã giác ngộ Phật Pháp cùng với mình. Trong thời kỳ dịch bệnh này nó đang bùng phát lên thì việc ăn chay là một cách để cho thân tâm chúng ta an lạc, nhẹ nhõm, giảm bớt đi những lo toan của cuộc sống. Hôm nay mình sẽ làm cái món đậu hũ ghim sả. Tại vì sả là món ăn, thực sự mà nói là trong những cái bếp Việt của mình thì hành, sả, ớt, gừng, tỏi thì đều sử dụng hết, thỉnh thoảng đều làm những cái món có sả, có gừng, có ớt, chứ không phải là đợi dịch bệnh mình mới sống với nhau ùn ùn ăn nha các bạn. Thì đây là mình đang sắc sả. Hôm trước tới giờ ông xã mình là người quay phim cho mình làm, nhưng ngày hôm nay thì ông xã sẽ phụ giúp mình, mình sẽ hướng dẫn cho ông xã cùng làm để biết nấu ăn nha các bạn. Thì những người biết ăn chay nên biết nấu ăn, mình không có giỏi hoàn toàn nhưng mà thỉnh thoảng mình nên biết nấu ăn. Mình sẽ bầm xả cho nó nhuyễn ra một chút, để nó to quá nó có sớ. Không cần quá nhuyễn cũng được, mình chỉ cần làm cho nó vừa nhuyễn một chút là được rồi. Khi mọi người ăn uống thì cái đồ ăn của mình hàng ngày á, mỗi lần bác sĩ khuyến cáo mình thì nên ăn rau củ quả nhiều. Thì trong khâu ăn chay, tất cả những người ăn chay đều có nhiều rau củ quả hết. Cho nên khi mà sức đề kháng hay hoặc là cái dinh dưỡng cho cơ thể của những người ăn chay thì mình nên cố ăn thật là nhiều rau củ quả để mà tăng cường dinh dưỡng cho cơ thể của mình nha các bạn. Đây là hành lá, mình lấy cái gốc. Rồi, ông xã mình là người hỗ trợ để nấu cái món chay cho mình ngày hôm nay nha các bạn. Chào mọi người đi. Vui. Đây, đây là ông xã của mình. Chào mọi người. Ê, vui phim mặt. Đây là ông xã của mình sẽ phụ với mình để nấu xào đậu hũ. Đó, xào lên đi anh. Ông xã là người phụ bếp và mình là người sẽ quay phim nha mọi người. Đây là ông xã của mình, người rất là hâm mộ đồ chay. Thì ngày hôm nay ông xã sẽ tiếp phụ cho mình để làm những cái món ăn chay. Xả đậu hũ ghim xả với lại có lẽ là mình sẽ chiên thêm nấm bào ngư nữa đó các bạn. Cố lên nha ông xã, tập nấu đồ chay đi, ăn được nấu được nha.
Không rài cứ là người thưởng thức thôi mà, nhưng mà hôm nay phụ nấu nha. Cái bữa cơm sáng của chị Duyên bếp trai của mình ngày hôm nay là mình sẽ làm cái món đậu hũ ghim với sả và hành. Và bầu thì mình sẽ xào nha mọi người, xào với nấm bầu ngư. Ngày hôm nay là một ngày mưa bão, bầu trời không được nắng đẹp. Giờ thì trời đang mưa đó các bạn. Ở vườn ở quê thì màu trời mưa rất là buồn. Nhìn cảnh vật rất là buồn. Có một bài hát là đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Nhưng mà thời tiết thì phải có nắng có mưa mà. Cho nên cho dù buồn vui gì thì cũng là việc của ông trời, phải không mọi người? Có nắng mà không có mưa thì cũng mệt cho mình. Mà nếu có mưa, mưa hoài mà không có nắng thì quần áo phơi cũng không khô. Ngày hôm nay mình giặt đồ rất là nhiều nhưng mà giặt trời mưa kiểu này thôi. Rầu lần rồi đó các bạn ơi. Sẽ chắc là 2 ngày mới khô quần áo á. Mình đã giới thiệu ông xã của mình á, là chỉ là người thưởng thức đồ chay của mình thôi. Nhưng mà mình thì thấy bất công là tại vì ông xã cứ là chỉ là ăn thôi à, không có làm. Cho nên ngày hôm nay á, mình sẽ lôi ông xã mình cùng làm phụ bếp với mình. Là người thích ăn đồ chay. Ông xã là người Tây nhưng mà đồ chay của bếp chay Kỳ Duyên của mình ông xã rất là hài lòng. Và cũng đã giác ngộ Phật Pháp. Cùng với mình ăn chay, cùng với mình để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Cầu nguyện cho chúng sanh được an lạc. Mau vượt qua dịch bệnh. Dịch bệnh sớm qua đi để đời sống của mọi người trở lại bình thường. Chúng ta sẽ cùng ăn chay, cùng niệm Phật, cùng cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, cùng cầu nguyện cho thế giới, cầu nguyện cho nhân loại được cơm no áo ấm, thiện lương nhân ái, bỏ ác theo thiện nha mọi người. Cuộc sống của thời hiện đại này rất là động loạn, vì vậy sự ăn chay và tâm an lạc là một điều rất là tốt đẹp cho đời sống đơn sơ của chúng ta. Đậu hũ đã vàng rồi nên mọi người, mình sẽ lấy ra và tới cái khâu mình sẽ ghim sả. Ở đây ngày hôm nay thì mình chiên giòn đậu hũ với lại một ít nấm bào ngư nha mọi người. Thì hai cái món này mình sẽ kết hợp với nhau để mình ghim sả. Mình nghĩ là nó sẽ rất là ngon đây. Thì nó cũng là một trong những món chay hàng ngày của gia đình của mình hay chế biến. Đây là ông xã của mình đang lấy đậu hũ ra. Xã rất là thích ăn chay, cho nên món chay của chị Duyên mình chế biến theo khẩu vị của ông xã, thì ông xã rất là thích. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm cái khâu bắt cái chảo lên, bắt cái chảo lên và tiếp tục thì mình sẽ ghim xả rồi các bạn. Lên máy quay đi, thì em sẽ chế biến, em sẽ làm món ghim xả để dễ tẩu lên đó đi. Rồi mình sẽ cho cái chảo mới lên nha. Rồi mình sẽ cho vô một ít dầu.
Đây là hành xả và tỏi. Thì em xã chỉ là người phụ với mình thôi, chứ em xã không có chuyên nghiệp đâu. Chỉ là người quay phim. Rồi mình sẽ cho hành, tỏi. Rồi mình xào. Mình xào tỏi với hành trước cho nó thơm nha các bạn. Cho nó hơi vàng một chút. À, đây là món bầu xào. Bữa cơm chay của gia đình Kỳ Duyên của mình ngày hôm nay là mình sẽ ăn với món bầu xào và đậu hũ, nấm bầu ngư, ghim sả ớt. À, mình cũng xào bầu với một ít nấm bầu ngư nữa đó các bạn. Nấm bầu ngư mình chiên cho nó hơi vàng lên rồi mình sẽ xào cùng với bầu. Rồi đây là bầu nó đã chín. Mình sẽ cho một ít hành vô. Bầu thì mình cũng xào cho nó vừa chín tới thôi. Mình đừng có xào nó chín quá thì nó sẽ gục, nó cũng không ngon. Ở thường thì mình hay nấu canh bầu, nhưng ngày hôm nay thì bầu mình sẽ xào. Rồi mình sẽ tắt bếp bầu nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ cho sả vào cái chảo mình ghim sả. Khi mình cho sả vào thì mình sẽ nêm nếm hạt nêm nha. Mình sẽ cho một ít hạt nêm như trong sả của mình. Và một ít bột ngọt mình sẽ dặn lại. Mình không có để đường nha mọi người. Món này mình không có để đường. Bởi vì món này là món mặn cho nên mình không cần thiết phải để đường. Thì khi xả mình xào cho nó đều và mình sơ đều cho nó vừa vàng vàng giòn giòn lên thì mình sẽ cho đậu hũ vào. Rồi. Rồi, mọi người có thấy là đậu hũ ghim sả của mình ngon không mọi người? Rất là hấp dẫn. Rồi, chúng ta sẽ cho hành vào là khâu cuối cùng nha các bạn. Mình cho hành lá và sắc nhuyễn vô cho thơm. Tăng hương vị nha. Thì có thể là chúng ta cũng sẽ cho sa tế hoặc ớt gì vào, nó tùy theo khẩu vị của mọi người. Ngày hôm nay mình không có đi chợ được, chợ cách ly rồi cho nên mình không có ớt tươi để vô. Rồi tắt bếp. Đã xong. Rồi như vậy là món ăn chay của bếp chay Kỳ Duyên của mình đã hoàn thành nha mọi người. Thì đây là bầu xào và đây là đậu hũ mình ghim sả. Gọi là ghim sả thì là nó lạ phải không? Nhưng các bạn thấy mình làm khác với cách xào sả hoặc là chiên sả thì đó là mình gọi là ghim sả. Thì mời ông xã thưởng thức nha. Ông xã thưởng thức món ăn chay đi rồi nhận xét nha ông xã. Cảm nhận đi. Đã thơm ngon. Mọi người đều ăn chay đi nha.
tạm biệt mọi người. Ông xã mình rất thích cái món chay của gia đình mình làm. Thì gia đình mình là gia đình ăn chay truyền thống rất là nhiều năm tháng rồi. Mình nhớ không lầm là mình đã ăn từ hồi lúc mình khoảng 4 tuổi hay 5 tuổi, thì bây giờ mình đã 50 mấy tuổi rồi đó các bạn. Thì khoảng thời gian đó là 40 mấy, gần 50 năm. Kỳ duyên mình ăn chay cảm thấy thân tâm rất là an lạc và rất là hài lòng với cuộc sống an lạc, đơn giản của gia đình mình. Mọi người cũng hãy cùng với bếp chay Kỳ duyên mình làm những món ăn chay, mặc dù là có ăn chay hay không. Thì chúng ta cũng cùng hướng về con đường thiện lương nhân ái. Mình sẽ cầu nguyện cho hòa bình thế giới nha các bạn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đệ từ Đại Bi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh, hòa bình thế giới chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Nhân loại thiện lương nhân ái, bỏ ác theo thiện, cùng hướng về con đường thiện lương nhân ái. Rồi mời ông xã bưng vô. Thì bữa cơm của mình đã hoàn tất rồi đó mọi người. Gia đình của mình ăn chay cả gia đình cho nên rất là thuận tiện. Chỉ là cho cả gia đình cùng ăn thì rất là tiện lợi đó nghe các bạn. Đây là gia đình ăn chay của gia đình Kỳ duyên của mình. Là một gia đình nhỏ bé nhưng rất là dễ thương.